Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với lớp1.vn. Thì hôm nay video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đăng nhập một BM mới. Đây là cách đăng nhập nha, chứ không phải cách tạo BM nha. Video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn về cách tạo BM, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách đăng nhập BM khi các bạn mua BM đối với bên ngoài hoặc đối với một bên nào đó bán cho bên bạn. Thì họ sẽ gửi cho các bạn một link đấy, thì các bạn kích kích vào link đó thì sẽ hướng dẫn như thế nào thì các bạn mình làm theo bước mình làm nha. Đây, các bạn kích vào link đó, là tên của các bạn này, ví dụ các bạn muốn để tên gì hoặc tên Facebook của các bạn đều được nha, hoặc bất kỳ tên khác cũng được, cũng không sao, không nhất thiết phải là đúng tên Facebook của các bạn đâu. Đây, ví dụ bạn lưu ý là phải là Facebook không bị hạn chế quyền quảng cáo nha. Khi Facebook bị hạn chế quyền quảng cáo, bạn cho cấp quyền thì nó cũng đâu có chạy được, đúng không ạ? Đấy, nên mình lấy tên của mình đấy. Rồi các bạn ấn tiếp tục là được. Đấy, nên các bạn chỉ cần ấn lưu ý cho mình là còn Facebook không bị hạn chế quyền quảng cáo là được, và vẫn sẽ chạy được tốt. Còn mà bị hạn chế quyền quảng cáo thì bạn chỉ cho mất công và vô ích mà thôi, và các bạn lại mua mất công và nó sẽ phí tiền của các bạn. Các bạn sẽ không tạo được người, kiểu như các bạn không tạo được người để thêm cái tài khoản BM này cho các bạn ấy, kiểu như người quản lý BM, người quản lý công ty này của các bạn không thể thêm được đấy. Đây, đây là những bước mình đã làm xong. Đây các bạn xem video, các bạn nhớ làm theo những bước mình đã làm nha. Đấy, các bạn đăng nhập tên này, mật khẩu này, các bạn phải nhớ mật khẩu này đấy. Các bạn tiếp theo các bạn vào phần bánh xe để xem thông tin khi tài khoản các bạn vừa mua về. Đây, các bạn nhìn thấy mình nhé. Đây, ví dụ người nhé, người này bạn nhớ là tên, này tên của các bạn khi các bạn vừa thêm ban nãy đó. Đấy, đấy. Còn ví dụ như thông tin doanh nghiệp này, ví dụ doanh nghiệp của các bạn có những thông tin gì thì sẽ có ở đây. Đấy, thì mình đã có một video, mình video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đọc thông tin doanh nghiệp này, cách thêm người này đấy, và cách tạo trang ở trên BM luôn là như thế nào này, hướng dẫn cách cài đặt thanh toán này đấy, tạo big sale này đấy. Video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn về chủ đề này luôn đấy. Các bạn lưu ý là các bạn phải có big sale để chuyên xuất nha. Cho dù các bạn chạy med hay chạy tương tác thôi, hay là chạy tăng shop hay là tăng trang gì đó, nói chung là chạy ad, thì các bạn làm bất cứ điều gì thì đều phải tạo big sale rồi mới chạy đúng, để các bạn sau này các bạn còn chạy marketing lại được. Khi khách hàng đã tiếp cận với các bạn rồi thì bây giờ bạn tiếp cận lại với khách hàng đúng không ạ, nó là một nguồn tài nguyên cho các bạn, nên các bạn không thể phí phạm điều đó, nên các bạn phải tạo big sale. Thì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các vấn đề này, thì các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.